Hơn một thập niên trước, người dân vô cùng kinh sợ trước tội ác tàn bạo của tên sát nhân máu lạnh khi hắn đã ra tay dã man với thủ đoạn hết sức tàn ác. Đa phần các vụ án đều xảy ra vào những đêm trăng hay đêm mưa gió. Thậm chí tất cả công an lẫn pháp y đều bị loại ra khỏi các hoạt động điều tra và xét xử để tránh khỏi sự kích động quá lớn. Vậy, tên sát nhân đã khiến người dân mất ăn, mất ngủ này là ai? Xin mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu trong số này. PKT xin khẳng định video này hoàn toàn không có ý khơi gợi lại nỗi đau của những người trong cuộc. Vụ án gần gũi với chúng ta và có tính tàn nhẫn rất cao. Vì vậy, mọi người hãy cân nhắc trước khi xem. Thấy vợ đêm mới mỏ về, chồng liên lam chuyện tay đình khiến bà mẹ còn mất mạng. Người chồng độc ác làm chuyện tay đình khiến bà mẹ còn mất mạng. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT, tiểu sử tử tù giang hồ người nổi tiếng. Một người đàn ông tên là Nguyễn Minh Hùng ở Thanh Hóa được cho là hiền lành ít nói đã nhẫn tâm cầm dao sát hại cả gia đình nhỏ của mình. Nạn nhân trong tay của hắn chính là người vợ và hai con nhỏ chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt. Án mạng kinh hoàng trong đêm. Nguyên nhân vụ án đã được điều tra làm rõ, thủ phạm rồi đây sẽ bị trừng trị thích đáng, nhưng bản án lương tâm và những nỗi đau của người thân gia đình sẽ mãi mãi không thể nào nguôi. Cứ mỗi khi nhắc lại vụ án chồng sát hại vợ, người dân sinh sống tại xã Nga An, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa vẫn chưa hết bàng hoàng ám ảnh. Theo đó, đêm 28 tháng 12 năm 2017, do mâu thuẫn vợ chồng, Nguyễn Minh Hùng sinh năm 1981, ngụ xã Nga An, huyện Nga Sơn đã dùng dao tác động nhiều nhát vào vợ là chị Phạm Thị Thêu sinh năm 1982 và hai con gái là cháu NTD sinh năm 2006 và NHA sinh năm 2012, khiến cả ba mẹ con tử vong. Đầu tiên cùng tìm hiểu về lý lịch của kẻ sát nhân. Tên đầy đủ Nguyễn Minh Hùng, Sinh năm 1980, quê quán thôn 8 Sang An, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa. Có mặt tại hiện trường, nhiều người dân đã không thể kìm nén được nỗi đau xót khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy. Ngay đến cả những điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, thường xuyên phải đối mặt với những vụ án đau lòng cũng không khỏi thương cảm. Trước khi xảy ra vụ việc, cuộc sống của gia đình nạn nhân là niềm mơ ước của bao người dân nơi đây. Do siêng năng cần cù, họ có cuộc sống hạnh phúc đầy đủ, vợ là giáo viên trường tiểu học tham gia phụ trách công tác đoàn trường, hai đứa con gái ngoan hiền học giỏi con gái đầu đang học lớp 6 và có tên trong danh sách thi học sinh giỏi của huyện. Người chồng trước kia làm nghề máy ủi ở Sơn La, do muốn ở gần vợ con nên không đi làm ăn xa nữa và đem tiền kiếm được để xây nhà vào năm 2014. Người chồng theo nhận định của người dân địa phương là người biết tu trí làm ăn, chăm lo cho vợ con, không rượu chè cơ bạc. Cuộc sống gia đình êm ấm hòa thuận, không xảy ra to tiếng cãi vã gì. Trước đó tối cùng ngày sau khi nấu cơm xong, chị theo đến kho bạc rút tiền để sáng mai liên hoan. Ở nhà Hùng cho hai con gái ăn xong và đợi vợ về ăn cơm. Đến 22 giờ chị Thêu mới về, Hùng liền nói vào để ăn cơm nhưng thấy vợ cứ khinh khỉnh và nói rằng anh không cần phải quan tâm kiểu đó. Nên Hùng bực tức văng tục với vợ. Thấy chị Thêu nói để điện thoại cho người thân đến cho anh chửi và cầm điện thoại tìm số để điện. Điền tiết vì thái độ thách thức của vợ, Hùng đã xuống bếp lấy con dao tác động nhiều nhát vào vợ. Sau khi sát hại vợ, khi nhìn thấy con gái nhỏ là NTD quỳ xuống xin bố thì tôi nghĩ bố mẹ mất rồi, các con sống trên đời cũng khổ. Và vì con chứng kiến cảnh bố sát hại mẹ thì sau này chúng nó sẽ sống sao nên đã dùng dao tác động vào cháu D và vào phòng tấn công cả cháu NHA khi cháu đang ngồi trên bàn học. Khi vợ con đã mất mạng, Hùng xuống bếp kề tay trái lên bàn bếp và vung dao chém vào tay để quyên sinh. Sau đó Hùng ngất lịm đến khoảng 6 giờ sáng ngày 29 tháng 12 năm 2017. Hùng tỉnh dậy thấy mình không làm sao nên đã gọi điện cho bí thư chi bộ thôn thông báo sự việc. Theo ông Mai Văn Dân, bí thư chi bộ thôn 8 xã Nga An, huyện Nga Sơn, khoảng 6 giờ sáng ngày 29 tháng 12 khi ông đang ngủ ở nhà thì thấy Hùng gọi điện thông báo là cháu làm vợ cháu mất rồi, chú gọi công an đến xử lý. Dù chưa biết sự việc ra sao nhưng ông Dân đã gọi điện cho công an xã Nga An đến giải quyết. Chiều 29 tháng 12, các lực lượng chức năng đã hoàn tất các bước điều tra và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng. Trong ngôi nhà hai tầng khang trang, ba chiếc quan tài lạnh ngắt với di ảnh ba mẹ con người quá cố như xé lòng những người chứng kiến. Sự ra đi của mẹ con chị Thêu đã khiến gia đình bà con lối xóm vô cùng xót thương. Ngày đưa tiễn ba mẹ con về nơi chín suối có người là bạn bè, anh em của nạn nhân và có cả những người không quen biết vì nghe tin nên thương xót mà đến dự tang lễ chị Nguyễn Thị Tình hàng xóm của nhà chị Thêu không cầm được nước mắt. Cháu D là học sinh giỏi, đáng ra sáng 30 tháng 12 cháu sẽ đi thi học sinh giỏi. Nhưng trong lúc đang ngồi tại bàn học thì bị bố sát hại, nghĩ mà thương cho phận cháu mong manh quá. Được biết hai vợ chồng Hùng lấy nhau được khoảng 13 năm, có được hai người con gái cũng là nạn nhân trong vụ án. Hùng là lao động tự do, còn chị Thêu là giáo viên tiểu học xã Nga Phú, huyện Nga Sơn và tham gia phụ trách công tác đoàn trường. Cuộc sống của hai vợ chồng từ trước đến nay được người thân và hàng xóm láng giềng đánh giá là êm ấm, hòa thuận. Một cán bộ xã Nga An cho biết ngày 28 tháng 12 năm 2017, chị Phạm Thị Thêu có đi rút tiền ở kho bạc để về chuẩn bị liên hoan công đoàn cơ quan, sau đó có về muộn hơn mọi ngày, khoảng gần 10 giờ tối, sau đó vợ chồng xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến sự việc đau lòng trên. Điều này khiến hàng xóm của Hùng hết sức bất ngờ vì mọi người đều nhận xét anh ta là người hiền lành, không cờ bạc, không rượu chè và cũng không mấy khi giao du với bạn bè được biết ngôi nhà của nạn nhân đang ở được xây dựng vào năm 2014 trước đây hùng làm nghề lái máy ủi ở sơn la do muốn ở gần vợ con nên không làm ăn xa nhà nữa và đem tiền kiếm được về xây nhà chính vì vậy nhiều người nhận xét hùng là người biết tu trí làm ăn biết chăm vợ lo cho con sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến cả vùng quê nghèo rúng động không ai có thể ngờ hùng lại chính là hung thủ ra tay sát hại vợ con mình một cách tàn nhẫn như vậy Chị Trương Thị Thúy hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết. Sáng hôm đó sau khi nghe tin tôi có chạy qua xem có việc gì xảy ra. Vừa đến cổng thì mọi người nhờ lái ô tô đến để đưa Hùng đi cấp cứu. Trên xe tôi có nghe mọi người kể về sự việc và hỏi Hùng có nhậu nhẹt hay say xỉn gì không. Nhưng Hùng chỉ trả lời là từ tối qua đến giờ chưa được ăn uống gì. Tôi không thể ngờ chú Hùng là một người hiền lành chăm chỉ mà lại ra tay tàn ác như vậy. Sau khi được cấp cứu kịp thời, và nối liền cánh tay, sức khỏe và tinh thần của Nguyễn Minh Hùng đã dần ổn định và có thể khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình với cơ quan điều tra. Lời khai rùng rợn Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống mà một người chồng, một người cha lại có thể nhẫn tâm, sát hại cả vợ lẫn con mình. Khi khai nhận về hành vi của mình, đối tượng Hùng khai báo rất danh dọt từng chi tiết với một thái độ hết sức bình tĩnh. Khi điều tra viên hỏi thế các con anh có tội gì mà anh lại sát hại nó, Nguyễn Minh Hùng lạnh lùng khai báo. Sau khi sát hại vợ tôi nghĩ sẽ xuống hoàng tuyền Nên nghĩ bố mẹ không còn, các con sống trên đời cũng khổ. Và khi con chứng kiến cảnh đó thì chúng sẽ sống sao. Nên tôi đã làm như vậy. Anh Nguyễn Văn Dũng, em trai Nguyễn Minh Hùng còn chưa hết bằng hoàng trong sự đau xót vô tận. Những giọt nước mắt của anh cứ lăn dài trên gò má. Trong tiếng khóc nghẹn ngào anh nói là một trong những người đầu tiên chứng kiến sự việc nhìn thấy chị dâu và hai cháu người đã cứng lạnh mà tôi không hiểu điều gì đã xảy ra. Lúc đó thấy anh trai bị như vậy nên tôi chỉ kịp bế anh đi cấp cứu. Sau tai họa lại ập xuống gia đình tôi thế này. Với hành vi của mình năm 2018, Hùng bị tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt mức án tử hình về tội sát hại người. Chắc hẳn trong khi chờ thi hành án, Hùng sẽ bị cắn rứt lương tâm và hối hận vì sự nóng giận, dẫn tới hành vi mất kiểm soát của mình để lại nỗi đau khôn nguôi cho những người ở lại. Vụ án này cũng là bài học đắt giá cho mỗi người chúng ta. Mỗi khi mâu thuẫn xích mích thì nên nhìn đó là bài học cảnh tỉnh cho chính mình. Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa, chẳng đời nào khê. Đó là câu ca dao mà cũng là châm ngôn muôn thuở để giải quyết mâu thuẫn gia đình. Có như vậy mới không để xảy ra những bài học đau xót như vụ án nói trên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ tử tù người nổi tiếng phát sóng vào 3 khung giờ, 11 giờ, 12 giờ và 18 giờ trên PKT. Vâng, thưa quý vị và các bạn, dù đã nhiều năm trôi đi, nhưng vụ án này vẫn gây phẫn nộ và gây tranh cãi nhiều nhất cho đến thời điểm hiện tại. Bạn muốn PKT làm về tiểu sử giang hồ tử tù hay người nổi tiếng nào? Cùng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ tử tù người nổi tiếng mỗi ngày trên PKT.